sáng ở cánh vườn thật là mát. Mình có đặt ở đây một cái là bây giờ mình dỡ nó. Còn một con nữa mà nó chết rồi, con thứ 20. Đây mình sẽ dỡ chiếc lồng bên này. Mình thấy nó đồng đầy chắc có dính cá, chỉ là mình không biết nó dính nhiều hay không thôi. Wow, có dính con rắn bông súng nữa nè. Hồi xưa ở chỗ mình hay gọi nó là rắn tiêm bức. Con này nó rất là hiền. Đây, con rắn bông súng nó bò nè. Mình sẽ bắt cá sặc ra thôi. Đây con rắn bông súng nè mọi người. Đi, chạy nhanh quá. Nó héo lại nên nó chung vô. Nó chạy. Nó héo cái lưới nó chung vô này. Rồi. Mình đây hai cái nè, không biết cái sao thành quả được gì đây. Mình thấy có cua. Để luôn cái bên kia rồi mình bắt sau luôn. Cái bên này cũng dính cua nhưng mà một con à. Con cua thứ 24. Bây giờ khá là to á. Con này cái càng nướng ăn. Ui. Con này càng nướng ăn rất là ngon luôn. Thả vô không vô đi. Cái giấy, cái giấy. Ôi thôi đừng kẹp nữa nha. Chạy đi chứ. Còn gì nữa. Chiếc bẫy bên này. Cua sáng hôm nay ít quá ta.
Có khi nào do mình bắt hết không? 26. Đây rồi, con cua cuối cùng của cái lồng này thấy bự ạ. 27. Đây mọi người. To ghê không? Cái càng nó nướng ăn là tuyệt vời luôn á. Cái sạc này mình gom gom lại cũng được gần 2 kg rồi. Mình chiên cuốn bánh tráng lần lần. Giờ mình chuyển lại vị trí trong cái bụi sậy luôn. Cho nên đôi khi mình bắt có bữa được nhiều cua là do nhờ cũng nhờ sự may mắn nữa. Cũng có bữa gần chỗ đó mà không có con cua nào luôn. Cái này là vị trí cũ. Cái vị trí này mình bắt được rất là nhiều con cua kình, càng to nướng đã lắm. Mình bứt thêm nấm cỏ mình phủ lên trên cái lồng cho nó mát. Mình đặt lại 2 chiếc bẫy này xuống ao. Bây giờ mình sẽ qua khu vực vườn chuối và vườn đu đủ dỡ 2 chiếc bẫy còn lại. Cái này thì nó dính một vài cái sạch và cua. Lòng này cũng dính rất là ít. Được vài con cá sạch. Sạch răng này thịt nó chắc ngon lắm. Mình xoay tới đâu nó chạy tới đó. Xoay ngược lại xem. Ủa sao nó khôn vậy? Mình xoay ngược nó cũng chạy ngược luôn. Con cua thứ 28. Ui ui ui. Ây da. Mình bắt cua để bị đổi ra tiền mua phân bón cho vườn. Được nhiều cua thì cũng rất là vui. Tuy nhiên nha, số lượng cua ở khu vực mình đặt quen nó ít lại rồi. Bên kia bờ ao á, thì mình chưa đặt. Mình thấy có dấu hiệu rất là nhiều cua, tuy nhiên mình làm biến loại sình quá. Cái lồng này thì chỉ được ít cua quá. Cái này không chỉ ít cua mà không có con cua nào luôn. Rồi đặt lại luôn. Vậy là sáng nay mình chỉ bắt được 10 con cua thôi. Nhưng mà mình thả hết mấy con rồi. Và con rắn bông súng với lại khoảng 20 con cá sặc. Mọi người tiếp tục thử thách với mình bắt 200 con cua đồng nha. Còn bây giờ hãy đăng ký kênh Hiếu Hoàng Hỷ ủng hộ và đón xem tập tiếp theo của mình nha.